Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số nội dung chính có trong bản tin chiều nay. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường phát huy hiệu quả của đồng vốn nghĩa tình. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh công bố nội dung đề án kiểm soát, truy xuất nguồn gốc thịt heo trên địa bàn thành phố. Tin thế giới, dự thảo hiến pháp mới của Thái Lan được đa số cử tri chấp nhận. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Hưng tổ chức lễ bàn giao dự án hỗ trợ trang bị thiết bị y tế cho trung tâm y tế huyện. Đây là dự án được chính phủ Nhật Bản viện trợ. Đến dự có ông Nakajima Satoshi, tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Hưng. Thời gian qua, do trang thiết bị y tế thiếu và xuống cấp nên công tác khám chữa bệnh của trung tâm y tế huyện Vĩnh Hưng gặp không ít khó khăn. Theo đó, hàng năm có hơn 300 ca phải chuyển lên tuyến trên, cách xa khoảng 100 km, gây tốn kém chi phí và thời gian của bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo ở vùng biên giới không có điều kiện để chuyển tuyến. Dự án hỗ trợ trang bị thiết bị y tế cho trung tâm y tế huyện lần này đã viện trợ gần 102.000 đô la Mỹ để đầu tư trang thiết bị y tế gồm hệ thống nội soi tổng quát, máy phun tiệt trùng phòng mổ, 3 máy điện tim 3 kênh, 3 máy FBO2 cầm tay, xét nghiệm sinh học tự động và giao mổ tự động. Tại buổi lễ, thông qua ngày tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Hưng bày tỏ lòng cảm kích đối với sự hỗ trợ đầy nghĩa tình của chính phủ Nhật Bản đối với địa phương vùng sâu vùng xa như Vĩnh Hưng. Thưa quý vị, để giúp hội viên có điều kiện vươn lên thoát nghèo, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó việc xây dựng mô hình đồng vốn nghĩa tình đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Mô hình đồng vốn nghĩa tình là một hình thức giúp nhau phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện kinh tế gia đình, được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Tân duy trì và phát huy hiệu quả tốt. Mô hình được thành lập từ năm 2013 chỉ với 2 chi hội với 80 thành viên. Đến nay đã phát triển lên 4 chi hội với 475 thành viên. Tham gia mô hình cứ 3 tháng hoặc 6 tháng một lần, mỗi chị sẽ đóng góp 200.000 đồng vào quỹ, sau đó lần lượt xét cho từng người vay. Những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được ưu tiên hỗ trợ vốn vay trước. Lãi vay vốn tính bằng với lãi vay từ ngân hàng chính sách xã hội. Tiền lãi thu được sẽ dùng vào việc thăm hỏi, tặng quà mỗi khi có người bị ốm đau bệnh tật. Bản thân tôi thì thấy chị em góp với tôi cũng được 8 triệu mấy, thì tôi cũng mua được con bò nhỏ nhỏ. Tôi nuôi thì tôi thấy cũng có hiệu quả. Một năm, 5 năm nay thì tôi cũng bán được vài 2 con. Cùng vốn thì 2 con thì tôi bán cũng được 30 triệu, nhưng mà tôi cũng mua lại để được con bò giống. Mặc dù số tiền đóng góp của mỗi hội viên không lớn, nhưng do đồng tài dỗ nên kêu, nguồn vốn quy động được từ mô hình đồng vốn nghĩa tình đã góp phần không nhỏ giúp các chị em có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, tổng nguồn vốn được trên 130 triệu đồng. Cái mô hình đồng vốn nghĩa tình này được phát động thì những chị em rất hưởng ứng, những chị em chưa hưởng ứng vào thì cũng được chị em tổ viên vận động, tổ trưởng vận động được tham gia nhiều hơn, thì càng ngày càng được số tiền được nâng cao, thì chị em nào mà được vay số vốn rồi thì về phát triển kinh tế gia đình thoát nghèo, còn những chị em mà khá giả hơn đã thoát nghèo rồi thì hiện tại chị em phát triển kinh tế càng ngày càng được nâng cao hơn. Xác định việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là mục tiêu quan trọng, nên ngoài tập trung tuyên truyền, vận động, xây dựng ý thức tiết kiệm trong cán bộ, hội viên phụ nữ thông qua sinh hoạt tổ nhóm, câu lạc bộ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Tân còn chú trọng hướng dẫn chị em biết cách quản lý chi tiêu và thực hành tiết kiệm trong gia đình, tạo nguồn vốn phát triển sản xuất. Theo đó, việc xây dựng được mô hình đồng vốn nghĩa tình của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã mang lại hiệu quả thiết thực và được đông đảo hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Tòa soạn báo Long An và khu phố Bình Cư 3, phường 6, thành phố Tân An đã phối hợp tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lần thứ 11 năm 2016. Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của báo Long An và khu phố Bình Cư 3 đã đi vào chiều sâu, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ viên chức và nhân dân. Ban vận động phong trào khu phố cũng đã phối hợp với báo Long An thực hiện nhiều mô hình đạt kết quả tích cực như mô hình điểm camera an ninh trật tự, mô hình phối hợp 5 lực lượng gồm cảnh sát khu vực, trưởng khu phố, dân phòng, dân quân và tổ bảo vệ dân phố trong phòng chống tội phạm. Mô hình 4 tự, tự quà, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ. Ngoài ra, báo Long An còn mở chuyên trang an ninh trật tự, trang quốc phòng toàn dân và trang biên phòng toàn dân trên báo in thường kỳ. Hàng năm, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh,
sơ kết, nâng chất tin bài tuyên truyền về an ninh trật tự, hoạt động của các lực lượng vũ trang. Đặc biệt, từ tháng 1 năm 2016, Báo Long An phát hành miễn phí đến các tổ dân tự quản 20 xã biên giới, 10 đồn biên phòng và 5 đại đội bộ binh của 5 huyện biên giới. Tại ngày hội, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tòa soạn Báo Long An và khu phố Bình Cư 3 đã phát động thi đua thực hiện chỉ tiêu xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh trật tự năm 2017. Tham gia ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, cán bộ công nhân viên Báo Long An và người dân khu phố Bình Cư 3, phường 6 cũng đã diễu hành tham gia trò chơi dân gian và tặng 20 phần học bổng cho học sinh chưa có học giỏi trên địa bàn. Cục Thuế thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai thí điểm việc kết nối dữ liệu từ nhà hàng tới cơ quan thuế. Đây là một trong những giải pháp nhằm chống thất thu thuế đối với các cơ sở kinh doanh là nhà hàng do Cục Thuế Đà Nẵng đề xuất và đã được Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất chủ trương. Tại nhà hàng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có văn bản thống nhất chủ trương Cục Thuế thành phố xây dựng phương án thí điểm sử dụng máy tính tiền tại nhà hàng kết nối dữ liệu với cơ quan thuế để phục vụ công tác chống thất thu. Đồng thời đề nghị Cục Thuế xây dựng phương án cụ thể và dự trù kinh phí thực hiện báo cáo Tổng cục Thuế phê duyệt để triển khai thực hiện. Theo cách làm này, máy tính tiền của các nhà hàng sẽ được nối mạng với cơ quan thuế theo mã số được cơ quan thuế cấp. Do đó, máy chủ ở cơ quan thuế sẽ cập nhật được dữ liệu khi các nhà hàng nhập số liệu vào phiếu tính tiền thanh toán cho khách. Thành phố Đà Nẵng hiện có khoảng 300 nhà hàng, nhưng số thuế doanh nghiệp tự kê khai là rất thấp. Cục Thuế thành phố đã bố trí thí điểm cán bộ trực tiếp đến quầy tính tiền của các nhà hàng để theo dõi doanh thu. Tuy nhiên, cách làm này phải cần tới rất nhiều nhân lực. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức công bố nội dung đề án kiểm soát truy xuất nguồn gốc thịt heo trên địa bàn thành phố đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chính thức thông qua. Theo đề án này, mỗi con heo khi mới sinh ra sẽ được gắn bộ phận để theo dõi quá trình phát triển cho đến khi xuất chuồng. Sau đó, ngành thú y sẽ dán tem truy xuất cho thịt heo này trước khi đưa đến nơi tiêu thụ, và tiểu thương hoặc nơi tiêu thụ sẽ dán tem điện tử lên thịt heo để bán cho người tiêu dùng. Với phần mềm nhận diện tải về điện thoại hoặc thiết bị chuyên dụng, người tiêu dùng chỉ cần quét qua tem điện tử sẽ biết được đầy đủ thông tin của con heo này. Nuôi ở trang trại nào, quá trình phát triển ra sao, ăn thức ăn gì, giết mổ ngày nào, cơ quan thú y nào đóng dấu kiểm duyệt. Trước mắt, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện thí điểm, sau đó sẽ hoàn thiện để triển khai với các loại sản phẩm khác như thịt gia cầm, rau củ quả. Thành phố cũng khuyến cáo các chợ, doanh nghiệp liên quan tự nguyện đăng ký tham gia. Song song thí điểm đề án này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý việc giết mổ lậu, phấn đấu đến cuối năm 2016 không còn tình trạng giết mổ lậu thường xuyên trên địa bàn thành phố. Ngay sau khi Nghị định 46 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung thực hiện xử phạt nghiêm theo nghị định mới. Trong đó, có việc tăng cường ngăn chặn, xử lý tình trạng người sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện lưu thông. Ghi nhận tại chốt giao thông quốc lộ 50 Nguyễn Văn Đình, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, trong 20 phút tăng cường kiểm tra, trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hai trường hợp có nồng độ cồn trong máu cao gấp 3 lần quy định. Việc xử lý vi phạm nồng độ cồn theo quy định mới, do chưa nắm được những điều chỉnh trong nghị định nên nhiều người tham gia giao thông đã bất hợp tác với cảnh sát khi bị áp dụng mức phạt cao nhất là 4 triệu đồng cùng với tước giấy phép lái xe ít nhất 3 tháng. Nó là mình chấp hành. Nguy hiểm nhưng mà dốm nồng độ cồn là mình an toàn nhất. Không phải là mình uống rượu mà vui á, thì có công việc á, là anh em á, thì có mình phải uống một hai chung rồi đó mình nghỉ. Chứ còn mà uống nhiều anh không uống. Nghị định 46 năm 2016 NĐ-CP quy định người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 8mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 đến 6 tháng đối với người điều khiển xe ô tô và từ 3 đến 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 đến 5 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy. Người dân sử dụng rượu bia tham gia giao thông làm cho tình hình tai nạn dẫn đến rất là phức tạp. Mà cái nguyên nhân dẫn đến chính cái tai nạn giao thông của người sử dụng rượu bia
thường là người vi phạm, người sử dụng rượu bia tự gây hoặc là gây cho người cùng tham gia giao thông. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước sau 8 tháng đầu năm đã xử lý 705 trường hợp, trong đó tước giấy phép lái xe 559 trường hợp và tạm giữ 705 phương tiện. Để người tham gia giao thông chấp hành nghiêm túc các quy định trong Nghị định 46, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra xử phạt nghiêm, Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cũng sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về các quy định mới của Nghị định 46 để người dân nắm rõ và chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.